Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình lên cái video này giới thiệu và xả hàng cho anh em cái mẫu quần áo bắt ong. Vì bây giờ đã bắt đầu vào mùa chính của ong năm 2021. Thì cái bộ bàn này anh em đã dùng rất là nhiều và rất là quen thuộc rồi. Nó thiết kế may mặt có ô lưới thoáng và đằng sau lưng cũng có ô lưới thoáng. Thiết kế may ủng và găng liền. Thế còn anh em nào mà không thích có ủng và găng may liền thì sẽ có cái mẫu mà không có ủng găng may liền cho anh em. Vì là anh em đã vào mùa rồi cho nên là mình cũng giảm giá đặc biệt cho anh em, để anh em nào chưa mua thì anh em mua. Bộ này hiện tại là mình vẫn bán là 500 là bao ship cho anh em. Thế nhưng mà trong hôm nay xả hàng mình sẽ giảm giá cho anh em, bộ này còn 400 anh em nhá. Chỉ có 400.000 bao ship đến tận nhà cho anh em. Nhiều anh em bảo là lo ngại là anh ơi rẻ như thế nó có an toàn không. Nói thật với anh em đây, toàn bộ hàng nhà mình đây mà gửi cho anh em đây, mình là người trực tiếp đi bắt ong, nếu mà không an toàn thì mình cũng không dám bắt, mà mình cũng không dám bán cho anh em. Bởi vì nó liên quan đến tính mạng con người chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Cho nên là anh em đừng có nói là nó an toàn hay không an toàn. Tại sao lại rẻ? Rẻ bởi vì là nhà mình sản xuất trực tiếp, mình bán trực tiếp được cho anh em, không phải qua khâu trung gian nào cả, cho nên là nó rẻ. Thế còn anh em mà mua lại của các shop thì có thể chấp nhận là cái giá là có thể nó sẽ đắt hơn. Thế nhưng mà nhà mình có xưởng sản xuất trực tiếp được cho nên là giao nó sẽ rẻ hơn anh em nhá. Đấy, không có gì, vẫn là bạt ô tô hai lớp bóc bên trong cho anh em xem. Vẫn là bạt ô tô cao cấp hai lớp, bên trong màu xanh, bên ngoài màu rêu. Đấy. Viền khóa và đều có dán để bảo đảm an toàn cho anh em. Đây. Đấy. Lưới ô thoáng đều được may hai lớp và có ống cái ống tiêu nhựa để cách ra không tránh tình trạng bị ong đốt anh em nhá. Tránh tình trạng bị ong nó xuyên qua. Đấy, cái mẫu này đã giới thiệu anh em và mình đã trực tiếp đi bắt bằng cái mẫu này rất là nhiều rồi. Cho nên là anh em không phải lo gì cả, chất lượng gì cả nhá. Mình đã kiểm chứng mà mình là người đầu tiên trực tiếp kiểm chứng cái chất lượng sản phẩm cho anh, cho nên là anh em không phải lăn tăn gì cả. Đấy, anh em xem đều là những video thực tế. Đấy, chứ không phải là mình nói suông. Đấy, cho nên là anh em mình bán hàng là để tất cả đều có video thực tế, đi làm thực tế, đi bắt thực tế hoặc là hướng dẫn thực tế cho anh em. Từ cái bẫy chim, từ cái mọi thứ là mình đều làm trực tiếp trước hết, xong rồi mình mới bán cho anh em, chứ không bao giờ mình dám bán những cái hàng mà nó không bảo đảm chất lượng, nó không bảo đảm an toàn cho anh em, là cái đấy là không bao giờ được. Đấy, đây là cái số lượng mình sẽ xuất đi trong ngày hôm nay. Đấy, thì bây giờ là cũng anh em bắt đầu thu hoạch rồi, chứ anh em bắt về nuôi thì bây giờ cũng vãn rồi. Hạn chế rồi. Bây giờ là chủ yếu là thu hoạch, đi vào rừng thì bắt hàng thu hoạch. Mà đi ong nuôi của anh em là cũng được bắt đầu vào thu hoạch rồi. Bây giờ đã là đầu tháng 8 dương lịch rồi. Đó. Mình xả cái lượng hàng này để cho anh em nào chưa mua được, chưa kịp mua ở những đợt trước thì anh em sẽ mua đợt này. Đó. Số lượng có hạn thôi anh em nhé. Số lượng đợt xả hàng này có hạn. Thì anh em làm nhanh tay thì anh em cứ gọi điện cho mình theo cái số điện thoại trên màn hình. Đấy. 0982 604 883 hoặc là 0393 231 233. Hai cái số điện thoại đấy thì anh em cứ gọi là mình sẽ có. Đây, cái bạt rất là dày anh em nhá. Bạt rất là dày hai lớp. Đấy. Đều có tráng nhựa hết. Đấy, anh em này. Đấy, rất là an toàn. Mọi chi tiết đường kim mũi chỉ đều rất là an toàn, đều có trách nhiệm vào trong đấy hết, chứ không thể là may cầu thả ẩu được. Đấy. Hàng này nó liên quan, mình nhắc lại, vẫn nhắc lại với anh em là cái này nó liên quan đến tính mạng con người, cho nên là sẽ chẳng ai người ta dám làm cầu thả hoặc là làm vớ vẩn gì cả, đúng không anh em? Vào anh em thế thôi. Ví dụ mà làm cái đồ vớ va vớ vẩn rồi đi bắt tổ ong đất chẳng hạn, hoặc tổ ong bầu bạc trắng, hoặc là những cái loại ong nó dữ dữ đấy mà đốt cho anh em tầm độ 4-5 phát này anh em đi viện hoặc là chết người thì không ai người ta dám bán cái hàng như thế đâu. Cho nên là anh em yên tâm thôi nhá. Đây video thực tế đấy, anh em cứ xem. Đã. Hôm nay mình giới thiệu nhanh như vậy và thông báo giá mới nhất, cập nhật giá mới nhất cho anh em là như vậy nhá. Bộ này là 400.000 đã bao ship vận chuyển. Là cái mẫu có cái lưới ở mặt này này. Đấy. Hai mẫu lưới mặt này. 400 bao ship anh em nhá. Anh em nào nhanh tay thì đặt hàng. Sắp hết mùa rồi, anh em nhanh tay đặt hàng. Video đến đây là hết. Hẹn gặp anh em ở các video đi bắt ong tiếp theo. Xin chào toàn thể anh em.